À, công an cấm ha. Ồ. À, vậy đó hả? Hiểu không? À, Đặt không. nó quay Ồ, công an cấm rồi rồi. ha. Thì nó quay nó xấu thầy. À. Nó mang. Giờ là thầy đi công tác rồi đúng không bà con? Bởi vì tôi sợ, bà cô cũng sợ. Bởi vì Không nhiều sao đâu. Bà cô đừng có nhiều sợ. người nó xấu thầy. Không có, con có nói Rồi sao thầy? thầy chết rồi đó, bà cô rầu, bà cô lo. Mấy tháng không ăn không nổi á. Ăn không Không, được á. ông này á không có đâu, ông này Ừ, ba ừ, đàng ừ. hoàng, Ừ. ba đàng hoàng. Ừ. Mình Ông này về làm ăn, làm ừ. nước, người ta Chứ làm giờ bà cô già rồi làm gì ra tiền, tu rồi đâu có làm gì ra tiền, phải không? Dạ. Cũng nhờ Phật tử phước tâm giúp đỡ cho mình có mình ăn đó. Như vậy á, bà cô có hồi về mình biết ai ai không? Dạ. Giờ nó nghe bà cô lặng, bà Dạ. cô điếc hai lỗ tai, nó Dạ. lớn lên Dạ. đó, thầy cũng nói lớn rồi bà cô mới nghe, rồi nó nhỏ nó trên đi luôn. Dạ. Thế rồi từng nghiệp thầy để nó la bà cô, không phải la, tại rồi nó phải nói lên tội Dạ. nghiệp cho thầy, tội nghiệp lắm. Dạ. Tội thầy lo, về cái thầy lo cái này lo cái kia. Bà cô làm chùa để chi? Đặng cho phát tánh bà cô, chứ Dạ. không đó. Nhưng vậy á, bà cô sợ là sợ, chứ còn nói đâu đó đàng hoàng đó. Bà cô mở cửa đi, con vô con quay một vòng cái con ra hả? Hả? Bà cô mở cửa đi, con vô con quay một vòng con ra hả? Có thầy nhà rồi quay, có thầy nhà quay Giờ giờ thầy đi đâu rồi bà cô? Giờ thầy đi công tác hả bà cô? có thầy nhà con muốn vô con nói chuyện với thầy, Ừ. con quay chứ Dạ. bà cô Giờ giáo thầy đi công tác cũng hơi lâu á. đi lâu à, đi Ừ. công tác à, giờ tới Tết Dạ. đó thầy đi Lâu công á bà tác cô mà ơi. đành việc chứ bụng Ừ. không thấy mà nó rút cuộc phải nó không có nói tốt người ta Ừ. mà rút cuộc phải đó như vậy Bà cô lớn đó. tuổi rồi, cô không nên Công tác biết nhiều, nhiều thứ chuyện cả nha. Cho nên là đâu có cũng đàng khó lắm. hoàng đó. Bà cô sợ cái lúc vậy chứ còn cô không sợ thì gần hết dột hết nè, mưa dột hết. Mưa dột hết hả? Dột Rồi, hết rồi bà cô còn gì ăn không? hả? Bà cô còn gì ăn không? Có mà cô mới biết nấu cơm. Ừ. Đói hôm nào rồi nấu cơm. Giờ còn nấu cơm được hả? Hả? Giờ còn nấu thấy đường nấu cơm được hả? Nấu tự mình nấu mình ăn chứ ai cho mình Ừ. đó. Mà đồ ăn mình đi Dạ. mua rau mua bào mua bí mua cải mua rau rồi mình ăn, Dạ. tự mình muốn ăn cái gì mua ăn Dạ. hết tâm Dạ. đó như vậy. Rồi thầy đi công tác không biết chừng nào về luôn. Rồi Thầy mai mốt mà lâu quá thầy, ví dụ 1 năm 2 năm thầy mới về rồi làm sao bà cô? Bà cô ở một mình hả? đi mấy tháng hỏi thầy đi mấy năm, Ừ. bà cô cũng nhà cũng tự động tự lo À, dạ bà thuốc tô bà cô tự lo được ha. con rồi nó mua đồ ăn rồi nó đỡ xuống. Dạ. Đó Nghiệp bà tội cô nghiệp không Phật biết gì tử, hết. thấy thương tội lắm tội nghiệp nhỏ Phật tử ở chợ cải, lâu lâu cũng lên chở đồ, chở thịt heo, thịt gà hay là khô khô Ừ. ta khô khô mờ khô gì cá tàu cái này chứ nào là Dạ. không có xương cho Dạ. bà cô ăn Tội đó. nghiệp bà cô cả nhà. Bà Nói cô chung giờ có bà tiền cô là hết không mà không không biết gì hết á, ta chỉ biết chứ giờ là già cứ rồi thấy là thầy đi công tác không ha. Thầy đi công tác là cỡ 5 2 năm nữa mới về á, lâu á. hổm á Bây giờ hổm á. á đi cái năm luôn, thầy đi Thái Lan mấy tháng đó, thầy mới về Ừ. vậy giờ thầy đi nữa Dạ. đó. Thầy đi Giờ chuyến này lâu quá cô ơi. nó chết rồi thầy ở nhà Ừ. rồi tôi cũng có cái gì đâu, có cái gì đâu, Ừ. vô mình mà thưa, quay với rồi về cái người khác quay Ừ, nói bậy nói bạ ha. đó vậy đó, bà cô không sao, chừng nào có thầy á
Vậy là nhà của bà cô giờ mưa là dột hết rồi hả? Dột hết. Ngập nước không? Có ngập nước không? Người làm cái chùa này nè, đang phát tánh thôi đó lại. Đâu bà? Giờ thầy lâu về lắm đó. Thằng đó là nó thứ bảy. Dạ. Nó em bà cô. Dạ. Bà cô cũng sợ rồi. Già mình biết. Dạ đúng rồi. Mũi dạy lái chiều đòn ha bà cô ha. Vậy bà cô giờ chỉ biết là thầy đi Tết đi ấy thôi phải không? Lên. Dạ. Tết là con nói cho. Nói à con tới cái bà cô giùm à. Một lần đó bà cô nhớ. Bà cô nhớ mặt con không? Đặng mình quay trên cái dễ. Không? Có thầy. Thì bây giờ quay bây giờ trước mắt. Đó còn giờ bà cô sợ ha. Giờ sợ. Giờ mình nếu mà mình gặp nhau mình chỉ nói chuyện qua hàng rào vậy thôi ha bà cô ha. Thì mình rất nhiệt tình. Dạ. Đúng không? Mà nó quay nó sao? Dạ. Nó cháu bà cô vậy. Đây kia nọ đúng thứ thầy. Dạ. Bà cô không biết nói làm sao giờ. Ừ. Giờ biết người nhà tốt người nhà xấu. Dạ. Thấy không? Dạ. Mà do mình. Dạ. Do cái lòng mình. Tốt hay xấu. Như vậy đó. Có hay quay dễ có gì hả bây giờ cũng ở đây dễ thầy mà dạ nó phải ấy nó không bị gì nó khóa rồi chiều bà cô có đốt nhang ngoài này không bà cô? Cô đốt nhang ngoài này. À đốt hết ha. Trong chùa còn nhang đâu không bà cô? Đốt hết. Ở tâm cũng có Phật, ngày cũng có Phật. Dạ. Trong chùa còn nhang để đốt cho Phật không mà cô? Tội nghiệp, không biết gì hết. Giờ, bà cô nhớ thầy không? Hương bà cô. Bà cô nhớ thầy không? Bà cô có nhớ thầy không? Khỏi quay. Bây giờ mình khỏi quay. Dạ. Tốt hơn người xấu là mình biết rồi. Dạ. Đã biết chứ bộ. Anh này người tốt mà. Em này người tốt. Mày tới lần rồi biết rồi. Mày mới tới đầu tiên à, hai đứa mày tới đầu tiên nha. Thì mấy đứa kêu quay ra làm cô biết mặt hết. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cũng như con mà hai đứa con mới lạ. Dạ. Mới tới đầu tiên. Dạ. Đó, cũng như con nghe ai nói này chứ. Dạ. Không? Dạ. Vậy dạ rồi vậy thôi bà con về nha bà cô nha. Bà cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Còn gắng giúp đỡ bà cô rồi được rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Mình quay mình làm quà. Đấy nè. Cô này thầy này có tốt, chúng ta không có cái gì. Nó đùm la. Đó. Hỏi con vậy con trội vô. Dạ. Người ta tu. Để cho ra yên đi, không? Đâu phải phá giới người ta. Dạ. Nó mình mang tội chứ người ta đâu có mang tội. Dạ đúng rồi. Nó đã tu rồi. Dạ, dạ. Mới là gì mang tội. Dạ. Đó, như vậy á. Chứ còn bà cô, 5 giờ bà cô ra đây, bà cô ngồi đây, đóng cửa phá là hết. Chứ ta như vậy. Bà cô bị, bà cô bệnh. Không có ai sớm nên là không có nói chuyện nhiều. Dạ rồi. Nó ho lại nó dạ. Mệt. Dạ rồi, bây giờ bà cô vô nghỉ đi nha, con về nha. Dạ dạ, ăn chào bà cô. Cố gắng vậy. Dạ bà cô vô nghỉ đi bà cô. Về. Dạ dạ. Về rồi. Rồi có con bé thầy đi công tác. Bếp. Dạ. Dạ. Thầy đi công tác tới Tết thầy mới về ha. Dạ rồi, giờ về bà cô giữ gìn sức khỏe nha, con về nha. Cũng về. Vài bữa có gạo, có gạo, có gì đó con xuống đem xuống cho bà cô nha. Mẫn cái tâm gì hết. Dạ dạ. Trong chùa còn nhang đốt không? Không hay là bà cô. Trong chùa còn nhang đốt không? Tự làm mình. Trong chùa còn nhang đốt không? Hả? Trong chùa còn nhang đốt không? Bà cô mua nhang rồi bán rồi. À cô bán nhang luôn. Trời ơi bó thôi bó, vậy bà vậy mà hai chục con bó bự á 100.000 á. Bà cô bán cho con bó đi. Hả? Bà cô bán cho con bó đi.
bó bự á. Ừ, bán cho con bó bự đi, con mua con cúng, con gửi cho bà cô đem vô cúng nha, để dành bà cô đốt nhang cho Phật. Đi. Bà cô mở cho. Rồi bà cô bán cho con bó nhang đi. Con cúng cúng lại cho chùa để bà cô đốt nhang cho Phật nha. Bà cô đốt đốt giùm con nha. Dạ dạ. Thương bà không biết gì hết. Dạ. Dạ. Dạ con đưa tiền bà cô rồi nha. Nghe đem vô chổng cúng Phật nha. Cả nhà vô phía bên trong chùa thì giờ chung cũng ấy lắm rồi, cũ nhà bà cô thì dột. Ở nhà không thấy rồi đó, mưa này dột dữ lắm cả nhà cái nè. Trời ơi bà cô, mưa lớn là nước tạt xuống đây phải không? Nè bà cô. Dạ. Dạ. Nè con thấy nè. Đó, thấy chưa? Đó. Đúng rồi, mưa dột quá trời luôn. Dột hết nè. Đó, hổ gió là bay nè, chúng tôi nè. Cái này cũng hư rồi phải không? Cũng xấu cũng hư đó, con thấy không? Đó. Khổ không bà cô. Bà cô cũng bây giờ mà bà tu bây giờ đứng đất đâu con. Dạ. Có sao nó đi vậy? Mình không có gì nhiều, tấm lòng thôi. Mua bó nhang dành cho bà cô đốt nhang cho Phật. Dạ. Dạ đúng rồi, ai nói bậy, ai nói bậy tội gắng chịu bà cô ha. Dạ, đúng rồi. Tối gì hè. Tối là bà cô đốt nhang ra đây hết hả bà cô? Hả? Tối mình bà cô đốt nhang hết luôn hả? Tối mới đốt. Dạ. Nhang mình mua tiền thân. Dạ. Bố tiền bạc đủ thứ đó là cha cũng chưa muốn quẹt này kia nọ, bà cô mua chứ ai cho mình. Dạ. Đó. Nay bà cô ăn cơm gì cho con coi được không? Dạ. Nay bà cô ăn cơm với gì bà cô? Hả? Nay bà cô ăn cơm với gì? Bà cô ăn đâu? Trời ơi, xe của thầy Phúc nè. Nó như là sơn màu vàng nè. Ủa xe hôm nay sao sơn màu vàng hết trơn rồi bà cô? À thầy với vàng cái gì thầy khoái vàng, thầy cái gì thầy cũng sơn màu vàng hết ha. Trời ơi thương không? Trời ơi, cái tủ mà cũng sơn màu vàng nữa nè. Xịt sơn màu vàng hết trơn trời. Lớp 12 qua lớp 12 rồi. À. Đã học cấp 3 rồi. À. Đã học giỏi chứ bộ. Dạ. Ừ, chứ đâu phải lên mơ đâu. Quá trời luôn. Lại gì không biết rồi nó bậy bạ. Dạ. Nó bậy bạ thôi. Đó. Con thấy chưa? Đó. Trời ơi, ghế cũng sơn màu vàng nè. Cái gì cũng màu vàng hết. Cái gì cũng màu vàng hả, giờ ông đeo lắc bạc luôn rồi. Thiệt tình. Dạ. Để cho con mấy con yên tâm. Dạ. Cho không vô quá thì bất chức. Dạ. Không? Dạ. Các con bất chức. Dạ. Bà cô biết. Dạ. Những cái gì bà cô tất cả cô chỉ bà cô một cú quyền căng mà. Dạ. Bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, không có cứu ai nữa hết. Dạ. Thôi gì bà cô nghỉ ngơi đi nha, con xin phép con vô xíu rồi con về nha. Dạ. Dạ bà cô giữ gìn sức khỏe. Con nha. Dạ bà cô giữ gìn sức khỏe nha. Giờ ráng phát tâm bà cô được. Dạ dạ dạ.
Tết con lên. Dạ dạ Tết con lên chơi. Dạ con chào bà cô nha. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.